Mưa to trắng trời ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi ngập nước khiến người dân vất vả. Chiều nay ngày 1 tháng 7, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện mưa lớn gây ngập nặng nhiều tuyến đường, người lao động chật vật mưu sinh giữa dòng nước chảy xiết. Sau trận mưa lớn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu. Các điểm ngập như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối và các tuyến đường xung quanh công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp, Phan Huy Ích, quận Tân Bình, Nguyễn Văn Quá, quận 12 lại ngập nước mênh mông. Đặc biệt tại quận Gò Vấp, 4 ngày liên tiếp xảy ra mưa lớn đều gây ngập khiến đời sống sinh hoạt của người dân tại các tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp bị đảo lộn, hoạt động kinh doanh buôn bán bị đình trệ. Còn hơn 10 tờ vé số, chú Nguyễn Thành Thài, ngụ quận Gò Vấp phải lội dòng nước ngập trên đường Phạm Văn Chiêu để bán cho kịp giờ. Dòng nước ngập lúc bánh xe máy, nhiều người phải cố men theo con lương để qua được đoạn đường ngập sâu trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp. Nhiều người ngã nhào vì mưa lớn cùng với đường ngập sâu tại đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp. Tại quận Gò Vấp, mưa ngập liên tiếp nhiều ngày liền khiến người dân ngán ngẩm vì đi lại rất vất vả và nguy hiểm. Mỗi khi xe lớn đi qua lại tạo thành từng đợt sóng lớn gây nguy hiểm cho người đi đường. Dù mưa nước cùng dòng nước ngập sâu nhưng một tài xế xe công nghệ vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành đơn hàng. Nhiều tuyến đường tại quận Gò Vấp cứ hễ mưa lớn là ngập khiến cho sinh hoạt của người dân đảo lộn, hoạt động kinh doanh buôn bán bị đình trệ. Từ chỗ tôi làm về nhà có hơn 3 km mà đường nào cũng ngập nước. Làm phụ hồ không được bao nhiêu tiền mà ngày nào cũng tốn tiền sửa xe thì sao mà chịu nổi, anh Tân, áo đỏ, bức xúc nói. Các em nhỏ di chuyển qua các điểm nước vô cùng nguy hiểm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ 2-7 ngày tới, dự báo thời tiết Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng thời kỳ từ ngày 3-5.7 mưa giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.